Yep. Đây là khu phố Kanda nhé, đây là phố Sotenga nhé, phố kiểu thương mại mà nhỏ ở phố Kanda, rất là nhiều thứ để có thể mình có thể mua sắm đi chơi. Nhưng mà thực sự là bạn nào mà có thời gian nó có thể dạo đây một ngày, có cả cái hệ thống siêu thị cửa hàng này, các cái department lớn này, và cũng như là các cái cửa hàng ăn nhỏ này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là quán Yakisonompo, tức là quán tiểu long bao rán nổi tiếng nhất ở Tokyo hiện nay nhá. À đây rồi các bạn ạ. À, trong giá rét thì đây là chỗ cửa hàng mà mọi người đến giờ trưa mà xếp hàng để ăn được cái Yakisonompo, tức là cái tiểu long bao nướng như thế này. Bây giờ mình cũng nhảy vào đây mình xếp hàng nha các bạn nha. Đông không? Tên cửa hàng là cái cửa hàng như tiếng Trung Quốc này. Họ bên nguyên từ tiếng Thượng Hải và đây là cái con phố nhỏ mà họ đặt cửa hàng đây. Diện tích hàng cửa hàng rất là nhỏ. Nó chỉ khoảng độ 3-4 mét vuông thôi và lúc nào người cũng tấp nập thế này. Mọi người đứng ở đây là đứng ở để đứng ăn đấy các bạn ạ. Ở nhà thường là không có kiểu ăn đứng khổ ngoài đường như này đâu. Nhưng mà vì cái độ ngon của nó cho nên là mọi người cố gắng là xếp hàng này cũng như là đứng ngoài đường ăn như thế này. Bán từ sáng 11 giờ đến tối là 8 giờ tối này. Mà chỉ có hai loại duy nhất là 4 cái hay là 5 cái, 6 cái thôi. Giá của nó là 100 yên một cái. Đây cũng có cả hướng dẫn ăn ở dán lên trên cửa kính như này, tại vì cái món ăn này rất là đặc biệt. Còn đây là phía dưới họ nấu luôn trong cửa hàng. Chứ trước mình sẽ quay cho các bạn xem đi. Các bạn này cửa hàng chỉ có mấy mét vuông này thôi này. Đấy, khoảng độ 6-7 mét vuông thôi nhưng mà hái ra tiền đấy. Họ phải căn chỉnh lửa rất là khéo làm sao mà nó không bị cháy cũng như là được cái hương vị ngon nhất có thể này. Đây bắt đầu họ chuẩn bị dán mẻ mới đây này. Họ dồn vào như nhưng nó giống như là cái bánh bao thôi, nhưng mà như gọi là tiểu bông bao, nhưng mà thực ra nó khác hơn ở chỗ là bên trong rất là nhiều nước. Có cái nước rất là đặc biệt như là cái giấm đen này. Và với lại cái tương đậu này, tương ớt sốt thì phải ăn với cả Singapore rất là ngon. Rồi các bạn ơi, mới nóng hổi mới ra lò nhá, thường thì họ sẽ ăn với cái này. Với lại cái mình sẽ bỏ ít ớt lên trên này. Này rất là mình rất là thích ớt này. Tại ở đây chỉ có đứng ăn hoặc là mang về thôi nên là đành phải bỏ vào đây để mà mang về ăn nhá. Cả giấm đen nữa. Đại khái thế này. Thường là sau đây thì mình sẽ ra cái chỗ khác vắng vẻ hơn cho mình sẽ dẫn các bạn cách ăn cái này nha. Đây họ phủ bạt ni lông mà cho ăn nó đỡ lạnh không? Thì bây giờ phố ngoài trời mà. Cái này nhá thì khi mà ăn ấy thì bên trong thực ra nó rất là nhiều nước. Nhiều nước hơn mình rất là tưởng rất là nhiều. Nó không như cái bánh bao rán các bạn vào bên trong nhân khô đâu. Cho nên đầu tiên mình sẽ cắn một miếng nhỏ nhỏ đây này. Hút được cái nước này. Rất là ngon, ngọt lắm nước thịt. Sau khi mà hút hết cái nước trong này ấy, thì bắt đầu mình mới ăn đến cái như bình thường. Thế thì đây là cái cách ăn đặc biệt của tiểu long bao. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn là một cái địa chỉ ăn rất là uy tín và ngon lành ở Tokyo không? Thật ra địa chỉ này là giá thì rẻ này, bình dân, nhưng mà chất lượng thức ăn thì tương đương với cả Michelin 3 sao đấy.